Xin chào mọi người đã đến với kênh Nguyễn Quang Thanh. Ở trong video này thì mình sẽ hướng dẫn bạn làm một cái website trên ASP.NET Identity. Trong bài này thì chúng ta sẽ làm trang đăng ký và trang login bằng Identity. Đầu tiên thì mình sẽ mở Visual lên. Mình tạo một cái project mới. Rồi mình chọn là ASP.NET Web Application.NET Framework. Nếu bạn nào chưa có cái này á thì bạn nào chưa có cái này á thì có thể để mình coi thử. Tại đây bạn vào Visual Studio Installer nè. Ở trong có mở rộng nè, bạn mình sẽ tải những gói như sau nha. Các bạn tải cái gói này nè, ASP.NET and Web Development nè. Các bạn nhấn vào đây xong thì đây nó sẽ có cái mục là ASP.NET and Web Development nè. Bạn xổ nó xuống, rồi ở trong đây nè nó có cái gì đó thì các bạn tích hết dấu V như thế này. Rồi các bạn nhấn nút tải ha. Là khi mà tải xong thì chúng ta sẽ có cái mục mục là các bạn lên đây tìm kiếm nè, hoặc là vào lọc nè, si sát web nè, sẽ có một cái đây ASP.NET Web Application.NET Framework nè. Mình sẽ có cái đây. Rồi nhấn vào nhé. Mình đặt tên là website bán hàng đi. Mình lưu ở cái ổ nào đó cho nó rộng, cái lưu vào cái ổ nào đó mà cái bộ nhớ nó rộng á, nó nhiều quá. Rồi giờ nhấn create nha. Trong phần này trong cái bảng create a new ASP.NET web application nè. Thì các bạn chọn vào MVC, chọn một MVC trong phần authentication này. Các bạn chọn vào individual accounts, không biết đọc đúng hay không nhưng mà chọn cái đây nha. Chọn cái này. Khi mà chọn cái này xong nó sẽ tạo ra mô hình MVC identity. Nó có cái trang login và đăng ký luôn, nên là tiện là tiện cái chỗ đó. Nhớ chọn cái này nha. Mấy cái này thì các bạn đỡ nghiêng mặc định của nó. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn create. Mình sẽ làm một cái series dài, làm một cái web hoàn chỉnh luôn, từ đăng nhập rồi hiện thông tin rồi phân quyền xác thực vân vân, thanh toán và nhiều chức năng khác nữa. Rồi bây giờ khi mà chạy xong á thì nó sẽ có trong cái tab Solution Explorer nè, nó sẽ có các thư mục được tạo thẳng luôn. Cái thư mục mặc định MVC gồm em là gì, em là model nè, có model luôn, có view luôn, view là view nè, rồi có controller luôn, C MVC mà C là controller nè, có ba cái thư mục này. Và khi bạn nhấn sổ ra thì nó tạo ra các chúng ta các controller để quản lý đăng ký đăng nhập luôn á, trong account controller nè, manager controller nè, và các view luôn, các view luôn. Đấy thì và cả model nữa. Thì bây giờ chúng ta đã có trang đăng ký đăng nhập rồi á, các bạn có thể nhấn nút chạy nè. Bây giờ mình sẽ chạy cho bạn xem. Mình chọn cái trình duyệt mà các bạn có thể ấn nút chạy luôn nha. Trên trình duyệt Chrome, do cái trình duyệt Chrome mình hiện tại nó đang delay cái gì đó chậm chạp, nên mình sẽ dùng cái S. Rồi S nè, xem nữa ta, nhớ hai cái nè. Mình chọn sai rồi. Browse with S, Microsoft S. Rồi browse. Nó chạy rồi bên, nó chạy rồi. Đây, chạy 2-3 lần luôn rồi mình không có thông báo gì hết.
Đấy, thì nó cái trang mặc định nó hiện lên như thế này. Và nếu như bạn không có chọn cái individual account, phải đọc individual account không thì không biết, nhưng mà nếu bạn chọn cái hồi nãy á, chọn MVC đầu phía bên bên phải của cái màn hình á, chọn cái đó, nó sẽ có thêm cái register và cái tính năng login ở phía bên trên bên phải như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành tạo nha, register nè. Đấy, bây giờ đăng ký một cái email rồi password. Đây là password, không phải là password của cái Gmail nhưng mà password mới á. Rồi mình nhấn đăng ký. Khi nhân đăng ký xong thì mình sẽ được login vào cái trang. Ở trên đây nó hiện lên cái thông tin tài khoản của mình. Ở đây cái tính năng identity này thì nó có thêm cái gì nữa nè. Điều bạn nhấn vào cái tên tên để đăng ký nha, tên email đăng ký. Trên đây nó có thêm một cái mục nữa là change your password, thay đổi mật khẩu. Giờ thử thay đổi mật khẩu thử xem nha. Mật khẩu hiện tại nè, current password là cái này. Và mật khẩu mới này. Mới này. Đấy, thì nó giờ mình log off thôi nha, log off rồi đăng nhập lại với mật khẩu mới. Rồi khi mà chúng ta chọn identity xong thì chúng ta có cái gì, có trang đăng ký login, có chức năng thay đổi mật khẩu, còn cái này là cái gì, channel login, bạn nhớ thử xem nha. Cái này thì nó không có gì hết, chỉ có cái thay đổi mật khẩu thôi ha. Rồi cho đây là xác minh hai bước. Đây xác minh hai bước thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách làm xác minh với Gmail ở trong video video khác. Rồi. Còn nếu như làm trong video này luôn á thì nó hơi dài. Rồi. Vậy là xong rồi. Thì mình chỉ muốn làm trang đăng ký đăng nhập thôi. Trong bài video tiếp theo thì mình sẽ làm video hướng dẫn về cách kết nối với database bằng Codeford như thế nào. Rồi video đến đây là kết thúc, hẹn gặp bạn những video tiếp theo. Tạm biệt.